Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi hay còn gọi là lễ hội đền Lê Khôi được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Hàng năm, lễ hội được Ủy ban Nhân dân hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà tổ chức long trọng, trang nghiêm với nhiều hoạt động phong phú. Năm nay, phần lễ diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6, tức ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 âm lịch, bao gồm khai lễ tại đền chính và các đền thờ vọng Lê Khôi, lễ rước từ các đền thờ vọng về đền chính, lễ tế tại đền chính. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi như giải bóng chuyền nam, giải đua thuyền. Lễ hội đền Lê Khôi được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, vị tướng tài ba của dân tộc. Người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước, đồng thời quảng bá được những giá trị văn hóa lịch sử cũng như những danh thắng của Hà Tĩnh đến với du khách gần xa.